Xin chào tất cả mọi người nha. Ngày mới chúc mọi người có một ngày thật là nhiều niềm vui và tràn đầy hạnh phúc. Cảm ơn mọi người đã xem video và ủng hộ trong suốt thời gian vừa qua nha. Ai chưa đăng ký kênh hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho mọi người. Ở tuần lễ này không có ra video nào được mọi người ơi. Tại vì hổm rồi mưa bão mà gặp bệnh nữa. Trường cái đầu tiên rồi cái đầu tiên trớt hẳn này lu bu quá trời không bảy bốn gì được hết cái đầu tiên mà không dính là thấy hiệu quả là này. Một em nha mọi người. 37 dính mấy con. Rồi. Em nó hai em. Bốn cái hai em mọi người. Nước này lớn mênh mông luôn. Đây. Em nói cho mọi người. Không bự. Đều kề có hơn không. Ba em. Bỏ vô bao mọi người ơi, bỏ vô sách đi. Nó nhảy hồi xuống sông nữa. Còn con mọi người. Cơm. Liền. Cái nào không có cắt bỏ nha mọi người. Mất thời gian hết. Trời ơi, đầu đựng chỗ cống hơi này trời. Trời ơi. Hên quá được em chỗ cống. Ngon rồi, ngon rồi. Miệng lại chắc cú. Dư ghê không? Đã ghê mọi người. Đây. M
một em nữa nha mọi người. Rất lớn luôn. Bởi mấy đường này ngon quá. Đây, một con nữa. Hai cái hai bên, hai con luôn. Đã ghê mọi người. Ây da. Rồi, dính nè mọi người. Trời ơi, lâu bả rác chứ xuồng giùm em luôn. Cua cơm nha mọi người. Rồi, dính nè. Đậu nó râu đất. Một nụ đất không lạnh luôn. Con này cũng được. Không nhỏ. Sáng sớm trời chuyển mưa nữa mọi người. Rồi. Dành. Chút cồn ngồi chút ngốc luôn. Đây. Chính nha mọi người. À. Không bự mà điều cái này là quý rồi. Đây, dính nha mọi người. Rồi, còn con cuối cùng nữa. Cái cuối cùng nữa nha mọi người. Rồi, cái cũ dính luôn mọi người ơi. Hên quá. Rồi, cái cuối cùng. Chút cơm. Rồi, về nhà cho mọi người xem kết quả nha. Để chạy về nhà đi cho mọi người xem kết quả bữa nay được nhiêu. Đây, về tới nhà nha mọi người. Đây là bao nhiêu con nha. Nay chắc ít chứ không nhiều. Đây, một em, hai em, ba em, bốn em, năm em, sáu em, 7 em chó, 8 em, 9 em, 10 em, 11 em, 12 em. Rồi, 13 con nha mọi người. Vậy là 12 con chuột cơm, một con chuột cống. Dạ, cảm ơn mọi người. Bự bự không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 với con cống. Như là sao lăng đã đợi rồi. Ồ, chuột cơm. Dạng tươi đã rồi mọi người. À, bự không? Đó, con chuột gầy rắn. Rồi, xin tạm biệt mọi người nha.
xem video hãy cho một like và đăng ký kênh để ủng hộ nha mọi người.